Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Tình yêu nhạc sĩ Đức Huy và vợ kèm 44 tuổi, tuổi tác chỉ là kỷ niệm. Sau hơn 10 năm về chung mái nhà, cuộc sống hôn nhân của nhạc sĩ Đức Huy và vợ kèm 44 tuổi vẫn như thuở ban đầu. Chuyện tình cách biệt tuổi tác ấy từng vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều, thế nhưng với họ, mỗi sớm mai thức dậy đều là hạnh phúc. Suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, Đức Huy chia sẻ nhiều bí quyết giữ lửa tình yêu, trong đó họ luôn có thói quen mỗi ngày nói những lời ngọt ngào và trao nhau từng cử chỉ âu yếm. Trong tổ ấm này, cặp đôi đũa lệch không tuổi dùng mạng xã hội nhằm tránh lựa với lời gièm pha, không giấu giếm bất cứ điều gì. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối. Cuộc hôn nhân cách biệt 44 tuổi của Đức Huy và Huỳnh Thư từng gây xôn xao dư luận, thậm chí theo tôi biết, thời điểm đó gia đình Huỳnh Thư không chấp nhận mối tình này. Thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước vào cuộc hôn nhân nào nữa. Vì bạn biết đó, tôi là một chảo dầu, vẫn chưa biết được mình phải học bài gì. Thử hỏi có điên mà tiếp tục. Đối với tôi, Thư là con số tuổi tác, chỉ là một ý niệm, hạnh phúc thì không có khoảng cách, giống như con dao, số heo. Cao thấp, sự thật trong cuộc sống của chúng ta làm những tiêu chuẩn đó mà bắt buộc chúng ta phải đặt ra. Giống như hôm nay, tôi ngồi cùng bạn, biết đâu bạn đang rất là nổi tiếng trong lĩnh vực nào đấy của mình. Nhưng mà tôi thì không biết gì sẽ lơ ngơ, ông này là ai thế, vậy suy cho cùng, nếu quay về bản ngã, chúng ta chẳng ai khôn, chẳng ai dại, cũng không cao, cũng chẳng là nào người nào thấp. Thư biết rằng bố mẹ thương hại con gái nên cũng không muốn cô ấy lấy chăm sóc một người lớn tuổi như tôi, nhưng Thư khẳng định, nếu anh ấy 90 tuổi con vẫn lấy. Cô ấy từng nói thế đấy, bên trong tấm lòng của bố mẹ Thư, họ biết rõ con mình như thế nào, nên sau này câu nói ấy họ đã đồng ý, ngay cả cách xưng hô, khi chúng tôi có con, bố mẹ Thư là ông ngoại, bà ngoại, thì là mọi thứ được giải quyết. Tôi nói bạn nghe, có dịp sang nhà tôi. Bạn sẽ thấy chẳng có gì, không xem TV, không karaoke, không nổi tiếng, không bạo lực, không mạng xã hội, vợ chồng tôi chưa từng biết TikTok là gì, Facebook cũng vỏn vẹn bởi 70 người bạn. Thừa nhận rằng mạng xã hội không thể giúp chúng tôi kết nối với giai thế giới, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân không có sự kết nối đó, thời điểm đó người chỉ trích chúng tôi hoặc họ chưa thực sự hạnh phúc, trong lòng vẫn còn ghen tị, hoặc đơn giản họ bị mắc tật cái gì cũng nói, thế tôi chấp làm gì. Với tôi, chỉ cần kết nối với người mà họ hiểu thì là đủ. Vì vậy, trong cuộc sống của chúng tôi, chỉ cần tôi hiểu cô ấy hiểu tôi. Song may mắn hơn nữa là chúng tôi có đủ điều kiện để đi khoe khoang sự hạnh phúc, khoe nhà, khoe xe, khoe con, khoe thành tựu nếu cuộc sống giản dị. Hàng hạnh phúc. Đi đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn giữ thói quen ôm hôn nhau trước khi đưa con đi học và sau khi đón con trở về, chúng tôi không ngần ngại bày tỏ ngôn ngữ yêu thương, hành động âu yếm với nhau và đặt ra những quy tắc để giữ cho nhau trọn vẹn. Thứ nhất là sống tự nhiên. Tôi và vợ không bao giờ đặt nặng vấn đề hôm nay cả hai sẽ bao nhiêu show, thu nhập bao nhiêu tiền, thậm chí ban tổ chức cần ảnh của tôi làm poster, tôi sẵn sàng đưa. Nhưng nếu nó nhỏ to, trước sau tùy duyên, thuận theo tự nhiên. Thứ hai là sự học hỏi. Chính vợ chồng tôi vẫn đang học hỏi, nhắc nhở nhau từng ngày. Bạn đừng nghĩ tôi không học được gì từ Thư khi cô ấy còn quá trẻ. Ngay cả đối với một em bé, nó cũng đang dạy tôi về sự mất mát của cuộc đời. Thứ ba là sự biết ơn. Mỗi sáng bà xã tôi ra chợ, chọn mua những thứ tốt nhất, sạch nhất, bổ dưỡng nhất. Điều đó nhắc nhở tôi phải biết ơn bố mẹ vợ đã sinh ra cô ấy, biết ơn vợ, bởi không có cô ấy làm sao tôi may mắn được chăm sóc, được ăn bữa cơm ngon. Thứ tư là lắng nghe. Chúng tôi luôn lắng nghe câu chuyện, tâm sự lẫn nhau, thậm chí cho dù đôi lúc nó chẳng ăn nhập gì, chẳng ra đâu vào đâu, nhưng tôi vẫn luôn có mặt vợ để biết rằng lúc nào ngay ở đó lắng nghe và nhắc nhở cả hai, dừng khi xa trời, thực tại. Thứ năm là sự thành thật. Nếu không có điều gì, tôi cũng không bao giờ. Tôi chưa bao giờ biết mình có bao nhiêu tiền. Ngay từ đầu, tôi nói với cô ấy rằng, ok, cả điện thoại, ngân hàng của anh đó, mật mã như thế, chúng ta không xấu gì nhau. Thứ cũng thế, bởi vậy mà chúng tôi mới quyết định có con.
Trên cuộc đời này, cái đẹp, cái hạnh phúc thì chả ai yêu được. Thế nhưng chỉ khi nào bạn hiểu đau khổ của đối phương, chấp nhận yếu kém của người ta, xem di thương của họ như khắc khoải của bản thân mà ứa nước mắt thay họ, thì lúc đó mới sống đời với nhau được. Hoặc đi thi thì chẳng ai phải bình an. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.